các bạn, mình vừa mới xuống bến xe Ca Bang. Trời rất là nắng. Hôm nay bọn mình sẽ có một chuyến hành trình mới. Bây giờ mình đang đi trên con đường này, hay còn gọi là con đường trước sân đông. Wow. Thì lát nữa mình sẽ có một đi ngang qua sân bay, hay gọi là sân bay giải chiến. Độ dài của nó là 3 km. Chào các bạn, mình đang có mặt tại khu bảo tồn thiên nhiên Con Trăng và đây sẽ là điểm bắt đầu của hành trình trekking ngày hôm nay. Hãy cùng theo dõi cuộc hành trình này xem mình sẽ đi đâu và làm những gì trong khu rừng này nhé. Đây là con đường đi xuống trại bò. Thưa các quý vị, thật là may mắn trộm vía vì hôm nay thời tiết đẹp nên chúng ta có thể đi con đường này. Còn nếu như các bạn gặp mưa thì xin mời các bạn đi đường bê tông nhé. Thực ra trong này khá là mát mẻ dễ chịu, chứ nó không bị nắng gay gắt chói chang đâu mọi người ạ. Trong này thì có rất là nhiều sâu giòm to, siêu to khổng lồ. Cây cối thì rậm rạp. Nhưng lâu lâu chúng ta nên đi vào trong hoang dã như thế này các bạn ạ. Đây là bạn Thành, là tour guide của chúng ta trong hành trình lần này, đến từ V Tour. Em còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu em đi vào K50 không? À, chắc cũng khoảng hai mấy ạ. 25 đi cho nó chẳng. 25. Trong tất cả những tour mà em đi không tính không riêng K50 nha. Dạ. Thì cái địa phương, cái địa danh nào mà cái địa hình nó phức tạp nhất, mệt nhất? À, địa hình mà phức tạp nhất mà mệt nhất là phải nói tới Chư Giang Lắc. Ở tỉnh nào? Chư Giang Lắc thì nó ở huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk. Trời, tôi nghe chưa nghe thấy cái địa danh để trong cuộc đời tôi bây giờ. Chư Giang Lắc thì nó nằm trong vùng có giai Chư Giang Sinh. À, đó là một trong sáu ngọn núi cao nhất tại khu vực Tây Nguyên này. À, vâng, bạn Thành sinh năm 2001, thưa quý vị, không biết có khai gian tuổi không? Hết. Trung bình một tuần em đi bao nhiêu lần? Một tuần á, bên em chỉ xuất phát một lần thôi. À, vào tối thứ sáu. Ừ. Tất cả các tour luôn, ví dụ như Tà Năng, Cực Đông, Chư Giang Lắc, hay K50 đều xuất phát vào chiều tối thứ sáu bắt đầu xuất phát. Nhưng mỗi nơi thì mỗi khung giờ sẽ khác nhau. Ví dụ như K50 này mình đi á, thì tầm khoảng 5:30 mình xuất phát. Nhưng mà bên phía bên Tà Năng, Phan Dũng á, thì nó sẽ gần hơn. Mình tầm khoảng 9:30 mình bắt đầu xuất phát. Nhưng mà đều xuất phát vào tối 6 và mỗi tuần thì sẽ có chạy tour tối 6 hàng tuần. Thưa các bạn, chúng tôi đã đi với tốc độ siêu nhanh nhưng mà vẫn không nhìn thấy mọi người đâu. Các bạn có thể thấy có một cái cây đổ, nhưng trên thân cây của nó thì lại mọc lá ngang như thế này. Như vậy là bây giờ chúng tôi mới chính thức đặt chân tới trại bò. Các bạn có thể thấy là ở trên kia có một cái cây lá của nó rất là đỏ luôn. Và đây cũng là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Ba Na ở trong này. Họ sống ở rất là sâu ở trong rừng. Và mọi người có thể thấy là kiến trúc những ngôi nhà ở đây hết sức là đặc biệt luôn. Mọi người ở nhà sàn. Và đây là kiểu nhà sàn lần đầu tiên mình thấy ở trong đời. Wow. Đã 80 đã đổ nữa mọi người. Đây, bao tay đi. Từ giây phút này chúng tôi sẽ chính thức ướt giày, thưa quý vị. Đây là con suối đầu tiên. Còn 4 con suối giống vậy hả? Ê, muốn nhảy xuống đây tắm lắm mọi người ơi. Mát quá. Nói chung là đúng là trời mưa thì không nên đi con đường này. Cố lên.
Em đi đi em nói nhìn camera. Em cắm đầu đi luôn nè. Trong này rất là đẹp thưa mọi người. Chúng ta đang băng qua một khu rừng rậm rạp và mình đang dẫn đường cho hai bạn áo vàng ở phía sau, tại vì hai bạn đã quá mệt mỏi. Quá đẹp. Hello. Sao thẳng đát cơ nha. Đát cổ không á. Wow, rất là sâu mọi người ơi. Quay từng trơn nha. Alo mọi người ơi. Nhìn nó không gì mà nó nhìn giống con sâu anh sợ. Trời má ơi. Đây đây đây. Em ơi nó bự lắm. Trời ơi nó mặt bình luôn. Ghê quá sợ. Oh my god. Ôi. Ôi. Ủa sao nó mập dữ vậy anh? Trời ơi. Anh sợ quá à. Nó bự lắm luôn á. Trời ơi. Sao là đem bắt ra nè. Lại một con vắt nữa. Con vắt này là con vắt lá. Lần lần nó có sọc mà. Con lần, hai lần. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đến với... Ui, sơn quá. Sao mày đi vậy? Không mày đi. Đã xảy ra một drama có người thực tế. Đây thực tế nhé. Khi mà đi trekking á thì sẽ có những cái dấu đỏ như thế này để mọi người lần đi theo nhá, hoặc là có buộc nơ ở đây này. Đó. Để trong trường hợp mà ai mà bị lạc thì lần theo cái dấu vết đấy để tìm đường đi. Nơ này mọi người thấy không? Đó. Thưa các bạn, và đây chính là một đoạn suối rất là sâu. Mọi người có thể nhìn thấy là ở phía trước nước ngập đến quá đầu gối luôn. Bây giờ thì mình sẽ băng qua đây. Đó, đã có một người bị té. Mẹo nhỏ là những chỗ mà màu trắng là sỏi thì bước lên. Cảm thấy may mắn vì mình chọn đôi giày có độ bám khá là chắc. Theo mọi người, đây là một con vật hay là một cái rễ cây? Em chạm vào đi. Không chạm vào đi. Nó là cái con anh, cái con nó có bốn cái que kìa. Ờ, nó là con động vật đó mọi người. Chúng ta đã vượt qua tất cả những con suối và dự báo là sắp đi đến chân thác. Một cảm giác vô cùng hồi hộp. Ánh sáng lên nó rất là đẹp ạ. Đi ngoài ạ. Hay quá, là lớn rồi. Chúng ta đã nhìn thấy một phần chân thác ở phía trước. Wow, rất là hoành tráng. Mình sẽ quay ra phía đằng trước nha. Mọi người thấy chưa? Wow. Thưa các bạn, đây chính là thác K50 của chúng ta. Cả một hành trình băng rừng rất dài và bây giờ thì chúng ta đã gần đến chân thác. Một thử thách tiếp tục diễn ra là phải chui qua đây. Wow. Như vậy là chúng ta đã có mặt tại chân của thác K50. Trên bầu trời có rất là nhiều chim én bay lượn. Các bạn thân mến, mình đã nếm mùi vắt cắn. Mà nếu như mà người ta không nói thì mình không biết luôn á. May là mình đã gạt được con này đi. Đi cả một hành trình không mệt mà đến thác phải leo lên mấy trăm cái bậc thang, thở không được luôn, muốn chết mất. Sắp tới nơi rồi. Chào mừng các bạn đã đến với khu lều dành riêng cho đoàn chúng tôi nên rất rất là riêng tư. Ở đằng này thì đang làm món thịt nướng. Có 3 con gà và rất nhiều thịt. Wow. Chúng ta đang ở phía bên trong thác, nhìn ra bên ngoài. Wow. Wow. Đẹp quá. Bây giờ mình sẽ đu xuống bên dưới nhá.
Các bạn thân mến, lúc này thì mình đang đứng ở bên trong của thác K50. Và một lần nữa mình được thốt lên rằng mình rất là tự hào. Tự hào khi là một người con của đất nước Việt Nam và tự hào khi được khám phá rất nhiều cảnh đẹp của đất nước chúng ta. Và đây là một trong những khoảnh khắc vô cùng tự hào sở có thể có được trong năm nay. Cảm ơn. Hay là thích cái đó này. Chào các bạn, buổi sáng nay sau khi mà ăn sáng xong thì bọn mình đang đi ra phía trên đỉnh của thác K50. Chính là khung cảnh như thế này. Từ đây thì nước sẽ đổ xuống tạo thành một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục ở phía bên dưới. Nên là mình sẽ đi ra để xem là khung cảnh trực tiếp bằng mắt nó như thế nào. Chào các bạn, chúng ta đang có mặt trên đỉnh của thác K50. Chào mọi người, lúc này mình đang có mặt tại thác K40, ở rất gần thác K50. Bây giờ thì bọn mình đang trên đường ra khỏi khu rừng và kết thúc cuộc trekking thác K50. Chúng ta đang trên con đường trở về. Đây là em Nhi đang cùng nhau thở vì cái dốc nó rất là man rợ mọi người ơi. Lúc đi hết mình, lúc về hết hồn luôn á. Cái con dốc. Lúc đi thì chúng ta sẽ đi hướng chạy bò, còn lúc về thì sẽ đi đường bê tông như thế này các bạn. Cũng có rất là nhiều người vào đây và họ đi và về để bằng đường bê tông, nhưng mà sẽ không được chứng kiến nhiều vẻ đẹp thiên nhiên ở trong rừng.
Leo lên leo xuống mệt nghỉ luôn ạ. Nhưng được cái tha thể còn hơn là quay trở lại con đường rừng hôm qua. Như anh đang có một clip tố cáo sự thật về người đàn ông của em. Từ nay chắc không còn gọi là người đàn ông nữa rồi. Như nó nói đi xe mà. Này không phải lỗi tan nha. Lúc này tôi đang dẫn đầu một đoàn quân. Vì mọi người quá yếu thì sao tôi phải dẫn đường cho mọi người. Thưa các bạn, sau một hành trình rất dài đi bộ trên con đường bê tông với rất nhiều lượt lên xuống dốc thì cuối cùng đã về đến đích, hòa mình vào cuộc sống loài người. À, mình sẽ uống nước. Vlog của mình trekking thác K50 đến đây là hết. Hẹn gặp lại mọi người trong chuyến đi tiếp theo nhé. Bye bye. Hay vậy. Mọi người mình mới cơm đi à? Ủa? Đó là em. Quá trình mình uống thì sẽ không xỉn. Không uống được thì nó sẽ xỉn. Lúc sau nó nhạt rồi. Không có đâu.